vừa đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam 2022 thể hiện bản lĩnh đáng nể. Bằng sự tự tin, bản lĩnh và trí tuệ của mình, Hoa hậu Thanh Thùy đã có câu trả lời vô cùng thuyết phục tại buổi họp báo sau khi đăng quang. Sáng ngày 24 tháng 12, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thùy cùng Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng bước vào buổi họp báo đầu tiên sau khi đăng quang. Ngoài top 3 và thành viên ban tổ chức, những người đẹp chiến thắng các giải thưởng phụ cũng có mặt gồm người đẹp thời trang Trần Lê Mai Chi, người đẹp được khán giả bình chọn Lê Minh Anh, người có gương mặt khả ái Hoàng Hương Giang, người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Thanh Tâm, người đẹp áo dài Trần Thị Bé Quyên. Tại sự kiện, tân Hoa hậu Thanh Thùy đã nhận được câu hỏi khá khó từ phía phóng viên trước đêm chung kết diễn ra. Thùy không phải là một thí sinh nằm trong top nổi bật của các diễn đàn sắc đẹp. Vậy yếu tố nào giúp bạn vượt qua 34 thí sinh để đăng quang? Ngay sau câu hỏi này, bằng sự tự tin, bản lĩnh và trí tuệ của mình, Thanh Thùy đã có câu trả lời vô cùng thuyết phục. Nàng tân Hoa hậu đáp, trước chung kết Thùy có xem thông tin trên mạng xã hội, Thùy cũng có biết top nổi bật trong lòng khán giả là ai. Đó là những người mà các bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh, truyền thông của mình. Nhưng còn những top những người nổi bật trong cuộc thi lại là một chuyện khác của ban giám khảo, thì Thùy lại nằm trong top đó. Tuy không phải gương mặt nổi bật nhưng Thùy nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vị này. Bên cạnh đó, khi được hỏi về cảm xúc sau khi giành ngôi vị cao nhất, Thanh Thùy bày tỏ, lúc đó, cảm xúc của tôi hỗn độn lắm, vui mừng có, xúc động có và cả những áp lực, liệu bản thân có đủ sức có gánh vác được trọng trách của một hoa hậu hay không. Tuy tôi có sự bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong thời gian tới. Trước đêm chung kết, Thanh Thùy chia sẻ cô đặt mục tiêu trở thành tân hoa hậu. Tôi muốn giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Đó là mục tiêu để tôi phấn đấu. Trong cuộc thi có rất nhiều thí sinh xuất sắc, có những bạn là thủ khoa, học vấn ấn tượng, cũng có những bạn rất xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi không so sánh và muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc thi. Tôi nghĩ ban giám khảo sẽ cảm nhận được điều đó, Thanh Thùy nói. Huỳnh Thị Thanh Thùy sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,76m, cùng số đo 3 vòng 80, 63, 94cm. Hiện theo học khoa ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Bên cạnh lợi thế về hình thể, Thanh Thùy còn tự tin với các kỹ năng như catwalk, giao tiếp trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hàn. Cô còn sở hữu nhiều giải thưởng như giải nhì học sinh giỏi ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019, hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, và khôi một học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2021. Thanh Thùy đạt học bổng đầu vào đại học là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.